Độc Reden, lại là mình Emily đây. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Orosala Channel. Trong chuỗi video về các sản phẩm đến từ nhà Dao Trong thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người về một thiết bị cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây đến từ nhà Dao Trong, sản phẩm có tên là GA160BC. Về thiết bị GA160BC, đây là một cảm biến chuyển động dùng để là phát hiện các chuyển động trong các tòa nhà và xác nhận báo động bằng hình ảnh do được tích hợp một camera ngay cả trên thiết bị. Về thiết bị cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây giáp đôi trong GA160BC, nó được thiết kế nhỏ rộng, màu trắng, sang trọng, rất là phù hợp cho mọi thiết kế trong ngôi nhà của bạn. GA160BC có tác dụng là phát hiện được chuyển động của con người và báo động bằng hình ảnh. Ngay trên thiết bị thì được trang bị là một đèn LED và một đèn hồng ngoại. Chúng có thể chụp vào ban đêm. Nhờ vậy, chúng có thể chụp và cho ra hình ảnh rõ ràng và sắc nét ngay cả trong bóng tối. Đây là một thiết bị của hệ thống giáp đôi trong trăm lớp và chỉ chiếm một vị trí duy nhất trong hệ thống. Tiếp theo thì mình sẽ nói những thông số nổi bật của thiết bị GA160BC. Về thiết bị, camera sẽ cho ra góc ảnh là 90 độ. Máy ảnh sẽ cho ra ảnh màu khi phát hiện được chuyển động cơ thể người khi mà thiết bị đã được cài đặt. Ảnh sẽ được chụp hai lần, lần thứ nhất là với chất lượng thấp là 320x240 pixel, lần thứ hai thì ảnh sẽ được chất lượng cao là 640x480 pixel. Phạm vi quét của đèn LED là 3m, phạm vi vô tuyến là lên đến là 200m. Thiết bị được điều chỉnh khả năng báo động chống trộm theo hai cấp độ và thiết bị được cấp nguồn bằng hai viên pin HA. Và tiếp theo thì mình sẽ test tính năng báo động của thiết bị GA160BC cả ở hiện trường và trên app điện thoại. Và tiếp theo thì hãy cùng mình test thiết bị GA160BC trên hệ thống nhé. Như vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nhé. Và nếu bạn quan tâm đến chương trình hợp tác cùng với Orostella, đại sứ công nghệ châu Âu, thì xin hãy liên hệ với hotline 0902 401 488 hoặc bạn có thể để lại comment ở phía dưới thì bên mình sẽ liên hệ với bạn ngay nhé. Tạm chào, xin chào.